Hello cô chú anh chị và các bạn, hôm nay mình đi chợ trời ở Saint Pete. Chỗ này là một chợ trời mới nữa, kế bên cái nhà thờ. Thì họ có bán nhiều trái cây Việt Nam với rau củ quả, thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem để sau này biết chỗ đi. Thì mọi người hãy theo chân mình nha, xem thử coi nó có cái gì đây. Đi hướng này chứ đi. Bán rau nhiều lắm. Vịt lộn. Trứng ngỗng. Ăn lượt là phải ăn hai trứng. Ổi đi, bánh tét. Em thấy anh có 130 đô thôi đó. Ok, rồi chị để đi. Hai tổng cộng rồi thêm 18 thêm 10 đồng đó là 130. Ờ, có đây có bông bí nè các bạn. Không có điểm đồng thiếu. Đồng thơm. I see mama come back. Cùng giấy. Cái phát tài. Bút hai trái đồng. Cải đồng rưỡi sao? Cái ta hàng này hàng hiếm mà nha. Wow. À, thích ăn cái này. From Tampa, Florida. Okay, this is San Saint Pete. Take a look. Take a look. Yeah, take a look here. Take a look here. Look. This is going to be Saturday. Fresh. No. Buy local, everything local, fresh. This is new place. Yeah? And it's really? Better. Saturday and Sunday. Okay, look at that. Sunday, yeah. Sunday. Saturday and Sunday. Both night. Hai ngày luôn. Okay. Okay. Got it. Next week. Next week? Yeah. Starting next week, right? Yeah. Okay. Here. Okay. The address over here is 5018 81st Avenue. Yes. 81st Avenue. Thank you. Đu xoài. Take a look, man. Take a look. Hai có nhận ra trái gì không? Năm lần. Okay. Sugarcane. Yeah. Cái chỗ này họ có bán nước mía các bạn. Phải đó là thứ gì? Phải nước mía đó có thùng nước mía. Tôi giống như từ giờ này từ. Phải đó là. Một cái gì? Phải là. Wow, ngon quá. Wow, fresh sugar cane. Hai chỗ luôn. One more over here. Đẹp nghe, ngon lắm, mau lên. Say hello. You will be in my channel, so a lot of people know you now. Yeah. They all ask for this thing. Yeah. Đẹp nghe, ngon lắm, mau lên. Thank you very much. Have a nice day. Ngon lắm, mau lên. Yeah, that's all at that one.
Dừa. Gian hàng đồ khô. Hello, hello. Hello, hello. Đây nó bán dừa tươi, nước mía, đồ khô bên kia có chả cá lum la trơn á, rau củ quả là đủ thứ trơn. Chỗ này như là nhiều hơn chỗ kia nhiều. Đâu rồng bán ra. Đâu rồng. Mít. She want the green one. Oh, she told me about the green. You can all the green. You look around over there in here. And mặc hoặc đi hôm. Yes. Ủa nhiều quá vậy. Ủa dưa hấu Việt Nam, dưa hấu Việt Nam. Bốn rồi. One dollar trước. Đi chết kìa. Thu hoạch nhanh như thế. Tranh thủ, tranh thủ. Ô, mấy người đó trời. Chỗ này nhờ nhiều chỗ kia nhiều quá. Bông hoa đồ á. Tắt. Nhớ đây ở đây làm vậy thôi nha, mà ở Việt Nam cũng làm vậy nha không? Ủa sao vậy? Anh giật cái đó nó chạy mất tiêu á. Cái này đâu có ai giật. Anh thử coi. Anh về đường về quận nhất hay mình, là quay gửi về bên Việt Nam á, bên Việt Nam quay trời ơi. Bông nó đẹp. Một chậu bông mà 27 triệu, 30 triệu. Dạ. Yeah. Ồ mấy cái bông mai mà tới Việt Nam đẹp lắm. Cái loại bông mà bông đẹp lắm. Bông dạ. Mà chịu gì nó bán tiền tỷ luôn á chịu. Dạ, yeah, mấy cái la, mấy cây đèn đó trồng nó có lên không ta? Cái mai nè. Uh-huh. Cái mai này bán bao nhiêu vậy em? Hello. Cái mai này bao nhiêu? Cái dao động nó từ 150 cho tới 800 đồng một cây con. Cây này á hả? Dạ. Cây là 150 hả? Ừ, 150 cho tới 800 đồng. Ồ, có cóc, ổi, xoài, mai, tắc, chanh, đủ thứ hết. Thường mấy cây này thứ bảy nhật là đưa có ở đây hết trên hết nè. Dạ đúng rồi. Ok. Cái này đẹp không con? Quá đẹp. Ồ. 800. Đây. Đã bán rồi. Tại anh quay phim mà thì có người người ta hỏi á. Hỏi nói với họ là mai vàng Florida. Ồ mai vàng Florida, biết biết mai vàng cái gì.
Ai muốn mua mai với cây cối nào của Việt Nam thì bình thường cái tỷ ngày cuối tuần thì họ ở đây. Còn nếu không phải cuối tuần thì lợi trong vườn là mai vàng Florida. Thì họ có bán đủ loại cây trái cho không? Để đó mình lựa chọn đủ loại sai hết. Đi vô vườn luôn, nó có đâu có vườn, có cái thua vô vườn luôn. Hồng Long chạy Vinh các tình yêu nhà nuôi á, bảo đảm các tình yêu power, ok nổi tiếng rồi đó nha, chở nha. Ok, cảm ơn em. Dạ, làm cái gì? Ok thôi nha mọi người, video mình đến đây là hết nha, tại mình quay nãy giờ cũng tương đối dài rồi. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian xem video của mình hôm nay. Ở đây là chợ trời, nằm ở San Pete, đường 58 Avenue với 42nd, 58 Avenue and đường 42, 5842. Ở ngoài 25 á, chạy vô exit 28, rồi quẹo trái ở đường 59, đường 19 để chạy thẳng xuống là gặp 58 với bo 42, nằm chính giữa bo 58 42, nó gặp cái bên cây lao center, cái lao coaching center ở đây. Thì một tí nữa mình để cái địa chỉ xuống ở trong cái video phía dưới á, thì các bạn chỉ tìm thông tin ở đó thôi, là kìa chạy đến đây để mình, thứ bảy nhật để mua rau cải về ăn. Trái cây cũng rất là nhiều. Thì xin hẹn gặp lại mọi người ở một video kế tiếp nha. Bye bye nha. Chúc Happy New Year.